mẹ con mấy bà cháu mình đi siêu thị cả nhà ơi. À, trong mấy ngày Tết, trong mấy ngày Tết thì gia đình mình đã xài hết đồ mua dùng trong Tết rồi. Giờ hôm nay mình đi siêu thị coi có cái gì để mua về nhà xài. Ăn uống hoài thấy nó cũng nhàm chán, có mọi người không? Ê, hello, hello, ông bà chú được không? Con muốn mua cái gì nói mẹ. Rồi chơi, ba đi muốn mua cái gì? Ba đi muốn mua cái gì? Chơi. 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 Rồi đi thẳng xuống đi. Thẳng vô kiếm sọc ong đây. Đây cái bông đỏ đỏ này cho ong gì chứ. Đây bạn. Bạn muốn quay sau lưng là Cường thôi. Đây là Cường, đây có Cường cầm camera rồi mọi người. Đó ơi đâu bị lùi đó mệt thì Cường. Kinh nghiệm bảo. Cái phòng cái phòng rồi nó ở rồi ở chưa đã. Mẹ khác gì như có cô bên Mỹ mà. Ừ. Ha, vậy. Sắp xếp đi như bên Mỹ vậy á. Ly đẹp á. Ly hương quá hả? Ly kem á, họ đựng kem. Ly kem là ly uống rượu này nè hả? Đây là ly này uống nước nè cô ấy. Ly này cũng uống nước luôn nè. Giờ mua thì mua cái ly để uống bia á. Mua ly uống bia là mua ly nào? Nếu bia ly này nè cô ấy. Ly uống bia cũng cao, bỏ cục đá nhỏ lắm con. Không, trời hơi cạn á. Này vừa nè. Cái đó nhưng mà cái miệng này nó nhỏ, bỏ một cục đá là nó sẽ bị không vừa. Đi lấy hạt ly khác. Sao có ông chân đẹp hả cô ơi? Khác gì có cò luôn á. Có loại giấy cao không? Giấy cao luôn mà mình lên giấy cao mình với ăn cao á. Hôm nay nè, thiếu gì? Lấy cái này lại, cái này lại. Còn xin nữa anh, nữa anh là đỡ. Để lên. Mua giấy cao đó để chùm miệng đó cô ơi. Giấy cũng rẻ rồi đâu, mắc đâu cô ơi. Nhà cô Bảy con thấy xài giấy, dễ sợ không? Cái này như mắc hơn nè, 24 ngàn. Cái này như 18 ngàn, giấy gùm mi ra. Đây nè, cái này là cái này mới mắc nè. Cái này là 4 mấy. À, cái này kia con cái giấy nè. Còn đây không, cái này cũng được nè. Ừ, cái đó cũng đẹp rồi. À, cái cây này nè. Không kỳ chị Ngân không xài bằng bột giặt nước á. Trước Tết là Ngân đi chợ Tết là cũng mua một mớ xà bông rồi.
mà lâu lâu cái chữ nè. Bây giờ ba để ở chặt con mới được. Con hả anh? Nguyên khúc này là giặt tẩy. À với lại thấy một chai nước xả nó nếu mà chay rồi đây là phải xả cỏ. Cũng vậy nha chị Minh. Tại vì nhà ngoài con này giặt bột giặt nước, còn bột giặt mà bột này nó cô bảy nó dễ bị đóng hả? Đóng vô áo quần. Đúng rồi, nó đóng vô áo quần á. Đồ thì giặt ít đồ lắm nha. Ít đồ để cho nước nó văng lên nhiều quá. Sướng này có cameraman. Cường đang tập làm YouTuber á, kêu mày làm YouTuber đi anh. Anh truyền nghề cho. Cường có làm YouTuber á, cả nhà ủng hộ nha. Đi đâu nữa? Đi nước rồi chứ. Này là nước xả.
Rồi cô ấy nhìn trái bí đỏ này, nhìn đã cô ấy. Qua bên nhà Ngọc có cô bảy chuyên gia nấu cái bí này cho Ngọc nè, chay nè, nấu cháo. Bí đó bí gì mà cô ấy? Mình gọi là cái bí ngồi nhưng mà có cái, còn cái tên khác nữa. Trời ơi cái hũ kem nè. 200.000. Nè con đừng có đụng cái này của bà nội nha, bà nội để đỡ đây nha. Ở đi tâm cái này nữa. Đi con đi coi kem nè. Trời ơi nhìn kem đã chị ơi. Kem Oreo này ngon lắm luôn á. Kem này không? Này là đâu phải cái này Oreo em, Oreo rồi. Kem này Milo. Kem này hả? Kem Kit Kat là nổi tiếng luôn à. Kem này nè. Thôi đừng có bày ra chút mà. Nó dúng cái làm ra đi. Rồi kem này nha. Kem này nha, biết chưa? Rồi, kem để lại đúng không? Rồi, để lại nha. Rồi đi. Kem dở vậy? Kem này, kem rồi à. Vinamilk mà ăn cái gì mà? Bảo chú chi hả? Đi vô kiếm cá đi. Cá không có gì mua về để được đi không? Nè có phải cá này ba con cũng đánh nè rồi. Cá này cá thu, cá này cá bớp. Cá kia cá mật má. Cá kia cá chỉ vàng. Còn cá này là cá sòng nè cô ấy. Đây đây. Cá sòng đó Bảo nướng. Chỉ có một là nướng, hai nó canh, không làm được món gì hết. Đúng rồi. Cá nục. Chỉ vàng, cá chỉ vàng. Cá chỉ vàng, cá này cá nục. Còn cá này là cá. Còn cái này là cá mèo nè các bạn. Rồi cá mú có con chết rồi nè. Nè cô bảy thấy cá thu không? Cái miếng mà ít này là giá mắc, còn miếng mà gần cái thu
cái ủng rất là dễ. Bữa con cho cô bảy heo nè, thấy không nè, con miếng này đâu có bự, thấy không cô bảy, thấy không, miếng mà càng nhỏ mà là nó mắc tiền. Đúng rồi, tại sớ nó thịt đó. Rồi con này con cá dứa bạn, không phải cá trà bè sao thấy giống con kia vậy. Cá mú, cái này nè, cái dứa là gì luôn đó, không bữa bụng rồi đã không, cá dứa cái này mà dứt con chắc việc cả khó mang hay bật cởi sớm. Quay cá chim trắng này, chim trắng nuôi nè, trắng nuôi này, chim này người ta chiên nè, chứ phải chim trắng biển. Cá dứa thì mê quá ha, cá dứa ăn khô ngon, cá tươi chắc ngon hơn. Rồi cô bảy mực nè cô bảy. Con đố cô bảy tại sao mực người ta lại ngâm nước? Sao vậy? Lại mực ngâm nước, mực là hút nước. Rồi khi mà người ta bán á, người ta mới ngâm nước, còn mà người ta không bán, bán như mẹ con bán á là để cháo luôn. Để nó còn cái chất nhờn luôn là nó tươi. Còn mà mực mà cô bảy ngâm nước nó dễ bị rụng cái đầu đó. Ờ đúng rồi. Nè cô bảy thấy không? Rụng đầu liền thấy không? Bạch tuộc là mực nào người ta cũng ngâm nước hết. Nói gì anh trai? Bẹm xanh. Bẹm xanh này nếu mà mình nướng mỏi mà nghĩ chấm mắm gừng ăn ngon lắm. Mẹ nhớ đợt gì ấy cho. Ngon. Một thịt này là một ký. Cái này là gì con? Bẹm. Bẹm hả? Xanh ra ra. À, nướng là mình bỏ hành ra mà. Ăn một lần. Ăn nướng ra mắm gừng. Còn một ký nó không chậm. Mua đi bữa nào mà hết nước. Ăn đi. Ba ký mẹ xanh về bữa nào làm ấy rồi đãi cho mọi người ăn luôn. Bữa nào nước mỡ hành nha cả nhà. Mở dưới đi mở. Mở dưới đây con. Cái miếng kia là hai phe đó. Đó rồi. Đây em coi chị Ngân mua xúc xích ngon không? Ông này ông ngon, ông xích ông già mới ngon. Nhé. Ông cay á. Kia. Ta cuối cùng mình cũng chọn được một bình mông nè cả nhà. Đó, bình mông này về cái mình để cúng đĩa từ từ đó là mình đem ra ngoài mình trồng luôn cả nhà. Mai là cũng nó chưa về luôn. Nhà mình có rồi là để xài. Đâu, chị biết đây có gì đó nè. Cái gì vậy? Ê tá. Bây giờ lên xe rồi mọi người ơi, lên xe nha. Quá trời thùng vọng. Ở mở cửa phải dùng giấy, không có dùng bình hộp giấy. Rồi mẹ mở lên. Cha, cân ăn, cầm giùm anh cái camera đi, còn không em mở ra cái em xếp cái băng lại đi. Mẹ xếp ra để văng mà, đúng mà. Rút cái băng lại. Quá trời hôm nay mua quá trời đồ mọi người ơi. Lấy mấy cái thùng này để đựng. Ê cái đó để uống á mẹ. Ha ha ha.
không quy trình. À, đảo vali vậy. Trời ơi, khỏi, nó sợ dữ vậy.